Kính thưa quý vị cùng chúng tôi đang bước vào những giây phút hồi hộp nhất trong vòng chung kết của giải sáng tác kỳ 3 2014 của đài truyền hình SBTN. Trước khi công bố kết quả nhất nhì ba trong năm nay, chúng tôi một lần nữa xin được lượt qua những tác phẩm và tác giả đã bước vào vòng chung kết với 10 bài hát cuối cùng trong năm nay. Thưa quý vị, tác giả Đào Lê Văn với nhạc phẩm Tuổi Buồn. Tác giả Đỗ Minh Triệu với nhạc phẩm Ánh Sao Tình Mẹ. Tác giả Phùng Việt Dũng với nhạc phẩm Em Bé Mồ Côi. Tác giả Dương Phương Linh với nhạc phẩm Lạc Mất Nụ Cười. Tác giả Vũ Thanh với nhạc phẩm Tình Sử Huyền Trân. Và tác giả Dương Viết Điền với nhạc phẩm Thương Em. Tác giả Lê Vân Tú trong nhạc phẩm Như Trong Cơn Mơ. Tác giả Thi Hành qua nhạc phẩm Đi Tìm Tình Nhân Loại. Tác giả Lữ Phương trong nhạc phẩm Tình Mơ. Và tác giả Trần Hoàng Tuấn với nhạc phẩm Merry Christmas Đến Em. Và bây giờ Đỗ Tương Khoa xin được dành vinh dự để mở bông thư số 3. Bông thư số 3 để xem ai là người đoạt giải 3 trong kỳ thi sáng tác kỳ 3 của đài truyền hình SBTN. Và thưa quý vị, nhạc phẩm đoạt giải 3 với giải thưởng là 1.000 Mỹ Kim cùng một tấm plaque của đài truyền hình SBTN về tay của bài hát Merry Christmas Đến Em của tác giả Trần Hoàng Tuấn. Và bây giờ thì như vậy là chị Diệu Quyên chưa trúng bài số 3 rồi. Và nhạc phẩm đoạt giải nhì. Nhạc phẩm đoạt giải nhì, thưa quý vị, là của tác giả Đỗ Minh Triệu qua nhạc phẩm Ánh Sao Tình Mẹ. Chúc mừng anh Đỗ Minh Triệu. Và như vậy là hình như là mặc dù Đỗ Tấn Khoa không chia sẻ, nhưng mà hình như xem ra là Đỗ Tấn Khoa có kinh nghiệm để mà thắng chị Diệu Quyên. Vâng, và bây giờ là nhạc phẩm đoạt giải nhất trong kỳ thi sáng tác 2013-2014 kỳ 3 của đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, nhạc phẩm mang tên Đi Tìm Tình Nhân Loại của tác giả Thi Hành. Chúc mừng cho ba tác giả Trần Hoàng Tuấn, Đỗ Minh Triệu và Thi Hành đã đoạt ba giải nhất nhì ba của chương trình Giải Sáng Tác Mới kỳ 3 2014 của đài truyền hình SBTN. Chúng tôi xin được tạm chia tay quý vị nơi đây. Vâng, và một lần nữa đài truyền hình SBTN xin chân thành cảm ơn quý tác giả đã gửi vào và tham dự trong 2 năm vừa qua, 2 năm 2013 và tới năm 2014. Thì chương trình này đã được gửi đến quý vị ngày hôm nay, đặc biệt trong giải sáng tác kỳ 3 của đài truyền hình SBTN. Sau đây thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng với chúng tôi một lần nữa thưởng thức lại nhạc phẩm Đi Tìm Tình Nhân Loại của tác giả Thi Hạnh. Trong ngõ vắng tìm gì hỡi em yêu, đi tìm tình nhân loại bên quán cóc điều hiu. Lang thang trong ngõ tối tìm gì giữa hoang vu, em đi tìm hơi ấm trong đêm trắng sương mù. Đời dạy em biết yêu thương hay đời dạy em nhiều oán hờn? Đời dạy em biết tơ vương hay đời dạy em toàn gian dối? Đời dạy em biết thứ tha
mà đời quên tha thứ, vì đời nhiều phôi pha và tin yêu nhạt nhòa. Lang thang trong đêm vắng, em tìm được gì không? Hay lòng người đã lạnh nên em vẫn âm thầm? Dạy em biết yêu thương, hay đời dạy em nhiều oán hờn? Đời dạy em biết tơ vương, hay đời dạy em toàn gian dối? Đời dạy em biết thứ tha mà đời quên tha thứ, vì đời nhiều phôi pha và trong đêm vắng, em tìm được gì không? Hay lòng người đã lạnh nên em vẫn âm thầm? Hay lòng người đã lạnh nên em vẫn âm thầm?